Truyền thông Nepal bất ngờ nhận định về trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, cả châu Á ngỡ ngàng. Có quá nhiều đội bóng nữ đã bỏ vòng loại Olympic khiến cho nhiều bảng đấu từ 4 đội xuống chỉ còn 2 đội, trong đó bảng C của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 2 đội Nepal và Việt Nam. Tương tự bảng B chỉ có Myanmar làm bảng trưởng, cũng chỉ còn chủ nhà và Iran. Bảng G bao gồm chỉ còn trưởng bảng Kyrgyzstan và Ấn Độ, nhiều bảng khác 4 đội và 3 đội. Ở bảng C, vào lúc 19:25 ngày 5 tháng 4, Nepal gặp Việt Nam ở Nelson Rajang ở thủ đô Kathmandu. Và 3 ngày sau, ngày 8 tháng 4, hai đội sẽ tái đấu vào lúc 19:15 để xác định đội thắng chung cuộc đi tiếp. Chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024, đội tuyển Nepal đã tập luyện trong thời gian dài dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ người Nepal. Đó chính là vị huấn luyện viên Anatha Rai Thapa. Đáng chú ý, trong quá trình tập huấn, đội bóng này đã có 2 trận giao hữu với đội tuyển Ấn Độ, kết quả là 0-0 và 2-2. Trận hòa 2-2, đội tuyển Nepal bị dẫn trước 2 bàn nhưng họ vẫn chơi kiên cường và liên tiếp có 2 bàn thắng. Trên bảng xếp hạng, đội tuyển nữ Nepal đứng thứ 100, trong lúc đội tuyển Ấn Độ xếp hạng 61. Việc đứng thấp hơn đối thủ 39 bậc nhưng vẫn buộc đối thủ chia điểm. Một điểm có lợi khác Nepal cho họ là được đá ở sân nhà. Nepal ở lưng chừng dãy Himalaya nên áp suất cao, không khí loãng, rất khó chịu khi vận động nặng, thiếu oxy. Nhằm nắm những lợi thế nhất định, những trận đấu trước Việt Nam, báo giới Nepal lại có những nhận định khác. Cụ thể, tờ Nepal Sport đã viết, việc nhiều đội bóng bỏ giải khiến cho Nepal và Việt Nam trở thành cặp đấu duy nhất bảng C. Đây là bất lợi đối với Nepal khi đội tuyển nước Việt Nam nằm ở đẳng cấp thế giới với suất tham dự World Cup. Một thế trận áp đảo có lẽ sẽ là một điều không bất ngờ dành cho Việt Nam và Nepal sẽ chơi phòng ngự phản công. Tờ MMC của Nepal thì cho hay, không có cơ hội cho Nepal khi mà phải đá lượt đi lượt về. Chúng ta có thể gây bất ngờ trong một trận đấu, nhưng ở 2 trận liên tiếp thì đó là một điều không tưởng. Các cầu thủ của Nepal có lẽ sẽ được xem băng hình của tiền đạo nữ Việt Nam. Đây là hàng công mà các đội bóng cũng phải run sợ. Cùng quan điểm với báo giới Nepal, rất nhiều người hâm mộ nước này tỏ ra bi quan. Một đội bóng hạng 100 và hạng 34 thế giới. Đó là sự chênh lệch về đẳng cấp. Trong quá khứ, huấn luyện viên Nepal cũng đã biết đội tuyển nữ Việt Nam là một thách thức lớn. Ông cho biết, Việt Nam là một đối thủ rất mạnh và là bài kiểm tra chất lượng cho đội tuyển nữ Nepal. Chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt, có sự gắn kết và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức và mong chờ một kết quả khả quan. Bên cạnh đó, vị huấn luyện viên Thapa đã tiết lộ, ông và ban huấn luyện sẽ theo dõi sát sao đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là nghiên cứu về các cầu thủ chủ chốt trong đội hình. Vị huấn luyện viên trưởng của Nepal cũng cho rằng sự vắng mặt giữa chấn thương của các cầu thủ chủ cột là lo ngại. Thật sự đáng tiếc khi mất đi những cầu thủ quan trọng, tuy nhiên chúng tôi có đủ nguồn lực để chọn ra những cầu thủ thay thế vào khoảng trống đó. Thủ quân Supa của Nepal tự tin, đội tuyển nữ Việt Nam có thứ hạng cao hơn chúng tôi và là quốc gia tham dự vòng chung kết World Cup, tuy nhiên không ai vào sân để thua, chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Phía trước, vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam ông Mai Đức Chung cũng tỏ ra ấn tượng. Ngày mai chúng tôi gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Chúng tôi chưa thi đấu với đội tuyển nữ Nepal trước đây, nhưng chúng tôi đã xem qua các trận đấu của họ. Họ có một sự tiến bộ rất nhanh. Về phần đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định có sự chuẩn bị tốt nhất. Thật tiếc khi bảng đấu này 4 đội nhưng giờ chỉ còn 2 đội. Chúng tôi rất mong được thi đấu với nhiều đối thủ bởi đội tuyển Việt Nam còn chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ. Đội tuyển Việt Nam đến đây không phải là để xảo chơi, chúng tôi tôn trọng Nepal và sẽ cố gắng hết sức. Tiền đạo Huy Như cũng chia sẻ, mặc dù có sự chênh lệch về thứ hạng trên bảng xếp hạng, nhưng chúng tôi sẽ tôn trọng đối thủ và chúng tôi đã xem bằng ghi hình trận đấu giữa Nepal và Ấn Độ. Nepal có kỹ thuật rất tốt và tiến bộ trong những năm gần đây, tuy nhiên đội tuyển nước Việt Nam đến đây là để chiến thắng. Như lời thầy Trung và Huy Như chia sẻ thì chúng ta cũng không được chủ quan và chỉ thi đấu với đúng sức mình, tập trung cao thì chúng ta có thể giành được một chiến thắng hoàn toàn có lợi. Trên bảng xếp hạng mới nhất, FIFA đội tuyển nữ Việt Nam đứng bảng thế giới, cao hơn đội tuyển Nepal 67 bậc. Thứ hạng ít nhiều cũng cho thấy sự chênh lệch trình độ giữa hai đội. Thực tế thì đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đội chủ nhà trong cuộc đối đầu này. Trên bình diện quốc tế, bóng đá Nepal chưa được ghi dấu ấn nào. Nói một cách ngắn gọn, chỉ cần không chủ quan, thi đấu hết mình là đội tuyển Việt Nam có thể hoàn toàn có những chiến thắng đậm. Tin vui cho các cô gái Việt Nam trước giải đấu, đó chính là việc chúng ta sẽ được mặc trang phục thi đấu màu trắng, chạm trán với Nepal. Đây được xem là điểm lành của đội tuyển Việt Nam bởi từng mang áo màu trắng khi thi đấu trong trận đầu tiên ở các giải đấu quan trọng. Còn nhớ, Huỳnh Như và các đồng đội đã từng mặc áo màu trắng thắng đậm trận Maribor 16-0 trong ngày ra quân vòng loại Asian Cup 2022.
Từ đó, các cô gái Việt Nam đã có mặt ở chung kết rồi đi vào vòng playoff. Hy vọng rằng màu áo này sẽ tiếp tục mang tới niềm vui cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là những tin tức về cô gái. Còn đối với các cầu thủ nam Việt Nam, năm nay sẽ là một năm đầy khó khăn. Ở Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã vào tới vòng loại 1-8 với thành tích là một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Đoàn quân của ông Park xuất sắc đã đánh bại Jordan trong loại sút luân lưu 11m và chỉ thua đội tuyển Nhật Bản tỷ số 0-1. Kỳ này, Liên đoàn bóng đá châu Á tuyên bố sắp tới về việc bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2023 bằng cách chia nhóm hạt giống theo thứ hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam thực hiện 96 FIFA và 17 ở khu vực châu Á. Trước đó, theo quy định cũ, thì đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 2 của vòng chung kết Asian Cup 2023 vì là một trong 12 đội châu Á góp mặt ở vòng loại cuối. Sân chơi đẳng cấp châu Á này có 24 đội tuyển tham dự, được chia làm 6 bảng đấu và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm một lượt. Các đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng 1-8. Đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất của Đông Nam Á trong nhóm hạt giống số 3, nên nhiều khả năng sẽ chung bảng đấu với một trong 3 đội khu vực: Thái Lan, Malaysia và Indo. Người hâm mộ lo ngại thay cho ông Trussier không thể vượt qua được Thái Lan. Gần như đội bóng xứ sở chùa vàng đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Việt Nam để đăng quang AFF Cup vào hồi tháng 1/2023. Dưới thời tân vị huấn luyện viên Trussier, năm cốt của Việt Nam đã xáo trộn. Chiến lược gia người Pháp đang thử nghiệm nhiều nhân tố mới, song vẫn giữ bộ khung của ông Park. Vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra tại Qatar từ ngày 12 tháng 1 tới ngày 10 tháng 2/2024. Thành tích thi đấu ở sân chơi này sẽ giúp ông Trussier định hướng cho đội tuyển quốc gia. Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5 ở Qatar Opera House tại Qatar, Doha. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm hạt giống số 1 bao gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Saudi. Nhóm 2, Trung Quốc, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Uzbekistan, Jordan. Việt Nam cùng với Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon thuộc nhóm 3, trong khi Thái Lan, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Hồng Kông, Malaysia, Indo sẽ thuộc nhóm 4.